s'appelle Ethan. C'est con dữ quá. Nãy giờ mình không à, giờ cắt chọc hai bên này để coi cắt đầu nhỏ sâu anh. Mới lại kiểu đôi đô bằng người ha. Gớm. Cái mặt nó dài không có đỡ được. Ông nghe, ông nghe. Dính nó này. Dính nó nào. Dính dính người xong sao? Để dính lên lớp hủi. Xấu. Người mau ác em coi cắt coi canh ra nha. Ông im luôn. Ông nhiêu mắt. Ừ, ông nhiêu mắt. Có gì cũng tiền hơn. Hồi xưa ẩm lên thợ tiệm tóc vô nó khóc, đứa nào cũng khóc hết. Coi ổng kìa. Ông nhíu mày nữa chứ. Đã làm tóc tơ kít lại cắt dàn cho kít lớn, cho kít đi hồi giờ. Im im im. Bé qua đây nè, cứ nó nhìn theo cái điện thoại á. Tới bên này, chị đổi tay. Nắng, đứng đây, nắng. Ê, ai hết tập bên, ai hết tập bên. Ấm sao cho được chị rồi, nhìn được á. Anh ấy hất tóc mày bạn, nhíu mày. Nhìn mặt cũng lì gớm á nha. Ừ. 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 Ừ